hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chúc tới quý cô bác, anh chị, sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem và đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở bên phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là Tử Vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam nữ mạng, sơn thượng chi thử, đang khổ ngập đầu, bổng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi vận giàu sang, đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam nữ mệnh. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, mệnh mộc, tang đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, cuộc đời được ông Tử Vi độ mạng. Người tuổi Nhâm Tý được Phật Bồ Tát Thế Chí ban phúc, Phật Bồ Tát ban trí, thiên thủ quan âm hộ mệnh. Người tuổi Nhâm Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo, luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Quý mệnh Nhâm Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Quý mệnh Nhâm Tý rất giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất biết tiết kiệm. Họ là người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Quý mệnh Nhâm Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến cho họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Khi hỏi quý mệnh Nhâm Tý về bất kỳ lĩnh vực gì, thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho chính bản thân mình, bởi bản năng của người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Quý mệnh Nhâm Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì cũng nhất định phải đạt được thành công như ý thì mới thôi. Với quý mệnh Nhâm Tý, họ tuyệt đối không để thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho người này trở nên thực dụng trong mắt của mọi người. Quý mệnh Nhâm Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt qua được tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với người lười biếng. Há miệng chờ sung, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí trong mắt của mọi người. Quý mệnh Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Quý mệnh Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận rộn về công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp và hạnh phúc. Luận giải tử vi quý mệnh Nhâm Tý 2023 cho thấy, bước sang 3 tháng cuối năm Quý Mão, vận trình của quý mệnh Nhâm Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với những năm trước đó. Do phạm hình thái tuế, bước vào năm thứ 2 của hạn tam tai, con giáp này cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe, tổng quan như sau. Về công việc, sẽ có sự ngăn trở mà mệnh chủ khó có thể xử lý, nên mọi việc sẽ không thể tiến triển thêm. Họa tiểu nhân cho thấy có thể sẽ bị hãm hại hoặc vướng vào hạn thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Về tiền bạc, mệnh chủ có nhiều sự trăn trở về vấn đề tiền bạc trong năm 2023, tài vận chưa thật sự ổn định, lại có nhiều hung tin chủ về hao tài tốn của. Đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh phải toan tính thật là thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Về sức khỏe, trong năm vẫn còn nhiều vận hạn, nên con giáp này cũng cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như là kết hôn, làm nhà, đặc biệt, mệnh chủ được cảnh báo là kỵ sông nước, hạn chế đến những vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Về tình cảm, là điểm sáng duy nhất của quý mệnh Nhâm Tý,
Trong năm Quý Mão 2023, nằm ở phương diện tình cảm, đào hoa xuất hiện, người độc thân có thêm nhiều cơ hội để thoát ế. Người đã có đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng có, gia đình luôn là nguồn động lực lớn lao giúp cho mệnh chủ đứng vững trước mọi khó khăn và sóng gió. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi Quý Mệnh Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão như sau. Về mặt sự nghiệp, Quý Mệnh Nhâm Tý 3 tháng cuối năm 2023 chịu ảnh hưởng của cục diện Quý Mão tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm, bền chí của mệnh chủ thì có thể mới mang chiến thắng được số phận. Đây cũng chính là năm giữa của hạn tam tai mà nhiều vấn đề bất lợi ập đến, khiến cho mệnh chủ phải đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể đổi vận thì cần phải chủ động nắm bắt cơ hội, với tích cực vận động khó khăn thì nhất định có thể sẽ tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan thì vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với những tháng trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần mệnh chủ phải cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không, lỗi sai vẫn lặp đi lặp lại, khiến cho mệnh chủ dù có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. 3 tháng này còn cho thấy có họa tiểu nhân, Quý Mệnh Nhâm Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng vào họa thị phi, gieo tiếng đủ vấn đề, môi trường công sở vốn phức tạp, cần phải chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ, thường ngày nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song nhờ sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc dần dần được nâng cao, mệnh chủ cũng nên tích lũy kiến thức và chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Về mặt tài lộc, xem tử vi cho thấy, tiếp nối tử vi Quý Mệnh Nhâm Tý những tháng trước đó, với 3 tháng cuối năm 2023, thì việc kiếm tiền vẫn chưa thực sự suôn sẻ, đang còn trăn trở, thậm chí là cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện thương hình và họa tam tai năm 2023 cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là người làm kinh doanh buôn bán, sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó có thể đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chuột cần đề phòng. Mất tiền, mất của, đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính. Hơn nữa, vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình có thể sẽ còn phải bỏ túi tiền ra để bù thiệt hại. Mệnh chủ cần phải chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn những khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc, nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích. Để tránh khiến tiền của bị hao hụt, hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về mặt tình cảm, gia đạo, may mắn là gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi của 3 tháng cuối năm 2023, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên của Quý Mệnh Nhâm Tý đón nhiều tin tích cực. Đào hoa khoe sắc đem đến những tác động có lợi cho người độc thân, cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội thì không lo sẽ không có người đồng hành trong đoạn đường đời phía trước. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa vượng đem tới nhiều mối nhân duyên, giúp cho mệnh chủ có được nhiều người theo đuổi và cũng có cảm tình với nhiều người. Nếu không hành xử chuẩn mực, người gặp rắc rối có thể là chính bản thân. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng có, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo ấm êm. Những niềm vui đến từ tinh thần cũng phần nào giúp giải tỏa được áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để có thể dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Về mặt sức khỏe, tử vi 3 tháng cuối năm 2023 nhận định trung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Quý Mệnh Nhâm Tý cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình.
Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống. Quý mệnh Nhâm Tý nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường ngày thì nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Hãy nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, thì khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện để nâng cao thể trạng, thì cũng nên chọn cường độ tập thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Chỉ cần tập vừa phải đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Những tháng cuối năm 2023 này, việc xuất hành đi xa thì nên được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh, thì tốt nhất nên tạm gác lại các kế hoạch di chuyển. Còn nếu làm việc không thể thay đổi, thì nên giữ an toàn cho bản thân của mình. Đặc biệt, mệnh chủ được cảnh báo nên tránh xa sông nước, hạn chế đến những vùng sông nước để có thể bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn. Tiếp sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận trong tháng dành riêng cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tháng 10, tháng 11 và 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Đầu tiên, luận giải tử vi tuổi Nhâm Tý, tháng 10 âm lịch 2023. Quý mệnh Nhâm Tý âm lịch cho biết đây sẽ là một tháng đầy thử thách với quý mệnh Nhâm Tý. Khi vận trình của mệnh chủ có sự xuất hiện của nhiều hung tinh, thì mọi việc đều có thể sẽ có biến cố bất ngờ. Áp lực trong tháng khá lớn, đến từ những yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, lại còn cả áp lực phải duy trì vị trí hiện tại để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh. Điều này khiến cho mệnh chủ gần như lúc nào cũng phải căng não, khối lượng công việc tăng cao có khi còn phải tăng ca hay là mang việc về nhà làm. Chủ yếu là do tháng này quý mệnh Nhâm Tý phạm phải cục diện tương hại, thêm cả nguyệt lệnh gây ra nhiều khó khăn. Tiểu nhân cũng đang rình rập, chỉ cần gây ra một sai sót dù nhỏ cũng có thể vì cớ đó để buông lời gièm pha, hạ bệ uy tín của mệnh chủ. Các kế hoạch xảy ra xáo trộn, trục trặc nửa chừng, thậm chí có sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh những yếu tố khách quan thì chính bản thân quý mệnh Nhâm Tý cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu đến cùng. Sự nghiệp xuất hiện mối nguy hiểm không nhỏ, tuy nhiên nếu mà chỉ điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các mục đầu tư, công việc một cách khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra. Quý mệnh Nhâm Tý vẫn có thể tạo ra đột phá bất ngờ, mặc trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, trước khi đưa ra các quyết định lớn, hãy nên cân nhắc thật kỹ càng, chớ nên nôn nóng, nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn thì nên bình tĩnh, quan sát tình hình, chớ có vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp kẻo rước họa vào thân. Trong các mối quan hệ xã giao, cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội vàng tin tưởng ai một cách tuyệt đối, sẽ có ngày bị phản lại. Thực tế hung vận khá lớn, nhưng tháng này vẫn có cát tinh, vẫn có giải thần và tử vi ngầm tương trợ, chỉ cần có nỗ lực thì ắt có cơ hội xoay chuyển tình thế, hãy cứ hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch, vấn đề tài chính của quý mệnh Nhâm Tý chẳng những không tăng là mấy, mà còn xuất hiện nhiều nguy cơ bất lợi, nhắc nhở mệnh chủ cần tính toán và cẩn thận. Dù có thiên tài trợ mệnh, song vận mệnh không là bao so với vận hung và tương hại nguyệt lệnh lâm suy, gây ra cho vận khí tháng mới của tuổi này, theo đó tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu tăng tiến, thậm chí có nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Tháng này nếu có thể, bạn hãy duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm, thì đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Hung vận lớn còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, nhất là trong khâu chọn đối tác để hợp tác làm ăn, nếu mà không đủ tỉnh táo, rất có thể sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng, nếu có những lời mời gọi đầu tư kinh doanh, thì mệnh chủ chớ vội tin ngay vào những lời hứa hẹn lợi nhuận, vì không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, rất có thể phía sau đó còn có rất nhiều những cạm bẫy và rủi ro không thể lường hết được. Ngoài ra, nếu mà đang muốn tham gia vào các trò đầu tư, cờ bạc, cá độ, đỏ đen thì tốt nhất là nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu mà cứ giữ tâm lý được ăn cả ngã về không thì không cẩn thận sẽ trắng tay không chừng, chi tiêu cần phải liệu cơm gắp mắm. Tốt nhất là nên có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng vay mượn, nhưng quá mức thắt chặt chi tiêu cũng khiến cho cuộc sống thêm căng thẳng. Thay vì như thế thì mệnh chủ nên lựa chọn cuộc sống phù hợp với thu nhập hiện tại hoặc tìm thêm việc tay trái để kiếm thêm nguồn thu nhập để có thể đảm bảo chất lượng của cuộc sống. Nhân duyên của tuổi Tý trong tháng 10 âm không mấy lý tưởng, chẳng những các mối quan hệ trong công việc có phần xa cách và nhạt nhòa, mà tình yêu lứa đôi cũng xuất hiện nhiều cơ hội rạn nứt. Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao ở trạng thái không nóng,
không lạnh, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể phá hỏng những ấn tượng tốt mà đôi bên đã xây dựng. Trong quá trình hợp tác bấy lâu, mệnh chủ sẽ cần thêm sự khéo léo để duy trì, giữ mối hợp tác làm ăn. Tình hình sức khỏe của quý mệnh Nhâm Tý trong tháng có dấu hiệu sa sút, những mối bận tâm chăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực tâm lý, khiến thể trạng của mệnh chủ khó mà được đảm bảo, tinh thần bất ổn, có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày, là nguyên nhân sinh ra nhiều bệnh tật, triệu chứng khó chịu. Nếu tiếp tục ăn uống, ngủ nghỉ thiếu điều độ, thì sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng cuộc sống, duy trì thói quen luyện tập hàng ngày. Đặc biệt là hãy dành thời gian để bản thân có thể được nghỉ ngơi khi cần, vì nghỉ ngơi cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất, có như thế thì mới có đủ sức để theo đuổi mục tiêu của mình. Về cẩm nang vượng vận trong tháng, quý nhân là tuổi Thân, tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn là màu đen, màu trắng, con số phát tài là số 58 và số 96. Tiếp theo là luận giải tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 11 âm lịch 2023. Quý mệnh Nhâm Tý âm lịch cho thấy cục diện tam hợp thái tuế báo hiệu tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này, mệnh chủ dễ dàng khơi thông bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa, ít căng thẳng. Theo dõi tử vi tháng, quý mệnh Nhâm Tý hoàn toàn có thể nở mày nở mặt và tự hào về những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp. Trong tháng này, công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được mệnh chủ. Đây là tháng có sự xuất hiện của cục diện tam hợp, lại thêm chính quan trợ mệnh, nên quý mệnh Nhâm Tý cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc, dễ dàng khơi thông thế bế tắc. Ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó, thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời, nhờ đầu óc và sự nhanh nhạy của mệnh chủ. Tháng này cũng cho thấy, có quý nhân tương trợ, dù mệnh chủ làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái được không ít thành tựu, mệnh chủ cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên, chắc chắn với những màn biểu hiện này cũng sẽ được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai xuất hiện, chính vì thế tháng này có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho mệnh chủ. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi thì có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tháng này, kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Tý cũng có một tháng vượng tài, vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn. Dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại, nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy, hầu hết các đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên trong tháng cũng có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở mệnh chủ làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì cần phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Buôn bán cũng khó tránh khỏi cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách thì cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau nhé. Nhìn chung, thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính dư giả, nên quý mệnh Nhâm Tý muốn làm gì làm nấy, không ai ngăn cản được. Mệnh chủ cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, vừa làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Vận đào hoa của quý mệnh Nhâm Tý khởi sắc mạnh mẽ trong tháng, nhờ tam hợp đứng bóng. Điều này mở ra nhiều cơ hội tốt cho nhân duyên của mệnh chủ, đi đâu làm gì cũng được mọi người chào đón và quý mến. Không những công việc thuận lợi, mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Với người độc thân, nhân duyên khác giới tốt lành, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để mở lòng đón nhận, theo đuổi người khác. Tháng này, mệnh chủ nên chủ động tham gia các hoạt động tập thể để mở rộng mối quan hệ xã giao và có thể tìm cơ hội thấy nửa kia ưng ý. Về tình hình sức khỏe trong tháng, nhìn chung là vẫn duy trì được thể trạng tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Người ốm mau chóng hồi phục sức khỏe, và người khỏe mạnh thì càng thêm cường tráng và yêu đời, người có bệnh mãn tính thì nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ, khi xuất hành xa thì mệnh chủ cần hết sức lưu ý, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này. Cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân là tuổi Thân, tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn
là màu đen, màu trắng. Con số phát tài là số 76 và số 84. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 12 âm lịch 2023. Quý mệnh Nhâm Tý, mệnh chủ có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp đến với sự nghiệp của mình. Tất nhiên để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp nên quý mệnh Nhâm Tý dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ và chỉ cho mệnh chủ một hướng đi mới để giúp khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, mệnh chủ nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể sẽ làm quen được với quý nhân. Đối phương sẽ thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch trong tương lai. Luận giải tử vi thấy rằng, phương diện tài lộc của mệnh chủ có những bước tiến triển khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy, nhìn nhận vấn đề chính xác, mệnh chủ thường lập ra những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Dưới tác động của tam hợp, các mối quan hệ với khách hàng và đối tác cũng tiến triển rất tốt, luôn nhận được các đơn hàng hoặc là các hợp đồng một cách thường xuyên đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp mệnh chủ có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Dù mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song do ngũ quỷ hung tinh xuất hiện nên vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa mệnh chủ, khiến cho mệnh chủ lâm vào rắc rối. Chuyện tình cảm của quý mệnh Nhâm Tý có hung có cắt trong tháng này, đòi hỏi phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử. Đừng có quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, kẻo phải tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của tam hợp và nguyệt lệnh lâm mộc dục, mệnh chủ với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới, đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân. Nhưng nếu đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người. Có thể đây sẽ là sự khởi đầu cho những cuộc cãi vã, lúc này hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Những lời bàn ra tán vào dù có phải là thật hay không cũng dễ ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc của gia đình mình. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình mỗi khi có vấn đề xảy ra. Những ai còn độc thân có thể xem xét, giữ mối quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng và tiến những bước xa hơn. Về sức khỏe, nhìn chung tình hình sức khỏe của quý mệnh Nhâm Tý khá ổn định, mệnh chủ không mắc phải những căn bệnh quá nặng, có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết. Lại thêm việc khoảng thời gian này, mệnh chủ luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ, rèn luyện thể dục thể thao, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có thể là phục hồi. Về cẩm nang vượng vận trong tháng, quý nhân là tuổi Thân, tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu đen, màu trắng, con số phát tài là số 69 và số 97. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng, nạn ở miệng, ốm ở chân, muốn bình an, sống lâu thì cần ghi nhớ nạn ở miệng là gì. Cổ nhân thường dạy rằng, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Người có bệnh tốt hay xấu, chỉ cần mở miệng là có thể biết ngay. Con người có thể nói ra lời hay ý đẹp, nhưng cũng có thể làm người khác tổn thương, đau khổ. Đặc biệt, miệng còn là bộ phận để ăn uống, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mỗi người. Theo lời dạy của cổ nhân, nạn ở miệng gồm những điều đáng chú ý dưới đây. Không ăn sáng. Người xưa thường truyền nhau câu nói rằng, hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn mày. Thế nhưng hiện tại, nhiều người lại đang làm theo chiều ngược lại, họ ăn sáng qua quýt, thậm chí bỏ luôn bữa ăn sáng, đối phó với bữa trưa, đến tối lại chè chén no say đủ các món. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây sức khỏe suy giảm, bệnh tật tìm đến. Khoa học đã chứng minh, bỏ bữa sáng khiến con người trở nên thiếu tập trung, bộ não bị đình trệ, chưa kể. Điều này còn ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dạ dày và bài tiết mật, từ đó gây ra tình trạng viêm dạ dày, sỏi mật và các bệnh tiêu hóa khác. Một nghiên cứu của Đại học Erlangen ở Đức khẳng định rằng những người không coi trọng bữa sáng có tuổi thọ trung bình ngắn hơn 2,5 năm so với những người có thói quen ăn sáng đều đặn. Ăn nhanh. Thời buổi kinh tế xã hội phát triển, áp lực công việc và cuộc sống ngày càng tăng lên, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bận rộn.
Để tiết kiệm thời gian, họ cố gắng ăn nhanh hết mức có thể. Tuy nhiên, việc làm này lại không tốt cho sức khỏe. Nếu ăn quá nhanh chưa kịp nhai nuốt được thức ăn vào bụng sẽ khiến niêm mạc đường tiêu hóa tổn thương, từ đó gây ra tình trạng viêm mãn tính. Đặc biệt, việc ăn nhanh còn khiến khối lượng thức ăn bị vón cục, dễ bị thực quản, kích thích cơ học mạnh về lâu về dài sẽ dẫn tới tình trạng ung thư. Uống ít nước. 70% cơ thể con người là nước và 90% các thành phần trong máu người có nguồn gốc từ nước. Do đó, ở một mức độ nhất định thì thể tích nước quyết định chất lượng máu quyết định thể lực. Để tăng cường sức khỏe, cần bổ sung đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, nên uống các loại nước có lợi cho cơ thể như nước lọc, nước ép hoa quả. Việc dùng đồ uống giải khát thay nước càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là những đồ uống có đường, càng uống nhiều, nguy cơ tử vong, mắc bệnh tật càng cao. Hút thuốc, nghiện rượu. Chắc hẳn ai cũng biết, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh từ ung thư, điển hình như ung thư vòng họng, ung thư miệng và ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh việc hút thuốc lá, thì uống rượu cũng rất nguy hiểm. Uống càng lâu, càng nhiều rượu thì càng có hại cho cơ thể, gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thống kê cho thấy, mỗi năm trên thế giới có tới 3,3 triệu người chết vì lạm dụng rượu. Vì thế, có thể nói uống rượu và hút thuốc là điều không tốt cho sức khỏe. Để bảo vệ bản thân, những ai có thói quen uống rượu và hút thuốc nên bỏ sớm càng tốt, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Tu khẩu. Bên cạnh những thói quen ăn uống thì nạn ở miệng còn ý chỉ nên ăn nói thế nào cho phải, tránh phiền phức. Người xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế nhưng ngày nay, vẫn có những người đạo đức thấp, nói năng thiếu suy nghĩ, thích làm tổn thương người khác bằng những lời nói lạnh lẽo, soi mói. Có những người nói suông, hứa hẹn rồi quên mất, thói quen này lâu dần sẽ dẫn đến tai họa. Để cuộc sống êm đềm, tốt đẹp, hãy biết cách tu cái miệng của mình, học cách giữ im lặng đúng lúc, tu ý, tu lời, tu thân, được cũng là một cảnh giới trong tu dưỡng đạo đức. Ốm ở chân là gì? Nhiều người lấy cớ công việc bận rộn, thời gian hạn hẹp để trốn tránh việc tập luyện thể thao. Tuy nhiên, có một phương pháp tập luyện thể dục đơn giản, không tốn kém, không rắc rối mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, đó là đi bộ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, đi bộ rất tốt cho cơ thể, việc này giúp kích hoạt các hệ xương cơ, dây chằng, khớp cùng với nhiều cơ quan khác của cơ thể. Đi bộ giúp tăng cường cơ bắp, kéo giãn cơ, xương và giúp xương dẻo dai, linh hoạt hơn. Các chuyên gia y khoa cũng khuyến cáo người bình thường nên đi khoảng 4.000 bước trên một ngày. Tùy người sẽ có những phạm vi, giới hạn khác nhau. Không nên tự tập quá sức, kẻo vô tình gây áp lực lên cơ thể. Câu nói của cố nhân nghe thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng mấy ai trong đời có thể quản việc và mở chân. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.